Giá vàng hôm nay mùng 5 tháng 4 trên thị trường quốc tế giảm xuống dưới 2.300 đô la ounce sau áp lực bán tháo. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng vàng còn nhiều động lực tăng giá do bất ổn chính trị tiếp tục leo thang. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Chốt phiên mùng 4 tháng 4, giá vàng miếng 9.999 tại SJC thành phố Hồ Chí Minh là 79,3 triệu đồng lượng mua vào và 81,3 triệu đồng lượng bán ra. SJC Hà Nội niêm yết ở mức 79,3 triệu đồng lượng mua vào và 81,32 triệu đồng lượng bán ra. Doji Hà Nội niêm yết ở mức 78,7 triệu đồng lượng mua vào và 81 triệu đồng lượng bán ra. Doji thành phố Hồ Chí Minh mua vàng SJC ở mức 78,7 triệu đồng mỗi lượng, bán ra ở mức 81 triệu đồng lượng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21 giờ ngày 4 tháng 4 theo giờ Việt Nam giao dịch ở mức 2.287 đô mỗi ounce, giảm 0,44% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 6 năm 2024 trên sàn COMEX New York giao dịch ở mức 2.312,2 đô la ounce. Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay mùng 5 tháng 4 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều mùng 4 tháng 4 của Liên Bộ Tài chính, Công Thương. Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều hành theo hướng giảm giá xăng RON 95 còn xăng E5 RON 92 và các mặt hàng dầu đều tăng. Cụ thể, giá xăng RON 95 giảm 10 đồng mỗi lít, giá bán về mức 24.800 đồng lít. Ở chiều ngược lại, giá xăng E5 tăng 290 đồng mỗi lít, giá lên mức 23.910 đồng lít. Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 290 đồng mỗi lít, giá bán lẻ lên mức 20.980 đồng lít. Giá dầu hỏa tăng 140 đồng mỗi lít, giá lên mức 21.010 đồng lít. Giá lúa gạo hôm nay mùng 5 tháng 4 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng với một số loại lúa và gạo. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IG504 dao động quanh mốc 10.650 đến 10.700 đồng mỗi kg, tăng 50 đồng mỗi kg. Gạo thành phẩm IG504 duy trì ổn định ở mức 13.100 đến 13.150 đồng mỗi kg, tăng 50 đồng kg. Trên thị trường lúa, theo cập nhật, giá lúa Đài Thơm 8 dao động quanh mốc 7.700 đến 8.000 đồng mỗi kg, tăng 200 đồng mỗi kg. Nếp Long An duy trì quanh mốc 7.700 đến 7.900 đồng mỗi kg, tăng 100 đồng kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé!